Đang lái xe trên đường, tài xế vội thắng gấp trước hành động trời ơi của hai người phụ nữ. Đang tung tăng trên đường thì bác tài nhìn thấy phía đằng xa có hai chiếc xe, cứ tưởng rằng hai người đang chạy song song với nhau. Nhưng không, hai người phụ nữ không hề chạy song song mà đang đứng hẳn lại ở giữa đường để mà tám chuyện với nhau, làm cho tài xế hoảng hồn thắng gấp. Thậm chí đỉnh điểm là khi cô ba phải đưa tay lên vịn vai thím bảy để chứng tỏ cả hai đang leo thang tới cao trào của câu chuyện. Có vẻ cảm thấy câu chuyện không thể đi tới hồi kết trong 1-2 phút, bác tài đành phải bóp kèn khiến cho hai bà thím giật mình. Một người chạy tắp vô lề, còn một người chạy loạn lên phía trước rồi bất thình lình quay xe. Tiếp nối câu chuyện, hai chị em còn đang dang dở. Không rõ hai người phụ nữ đang tâm sự với nhau chuyện gì, nhưng thái độ hết sức nhập tâm đã làm cho nhiều người xem qua không thể nhịn được cười. Một số người còn liên tưởng tới hai bà cô trước đó mà Tin Ba Phúc cũng đã đưa tin, cũng vì tám chuyện giữa đường mà bị trộm hốt luôn một chiếc xe máy. Tuy nhiên, hành động ngang nhiên dựng xe giữa đường để tám chuyện của hai người phụ nữ không chỉ gây cản trở giao thông mà còn gây nguy hiểm tới tính mạng, không nên bắt chước. Một số bình luận khác được cộng đồng mạng để lại: đang nói chuyện hay, tự dưng bấm còi người ta làm giật hết cả mình. Đề nghị anh tài xế không được làm phiền mấy chị buôn bán dưa lê giữa đường giữa xá như vậy à. Đây là hình ảnh của hai con bạn thân lâu ngày mới gặp lại nhau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ba Phúc để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.